Rồi, xin được gửi lời chào đến toàn thể anh em trên toàn quốc nhé. Bên em vẫn là Quyết Bắc Giang, chuyên động cơ xe máy nhé. Thì anh em nào chưa xem những kênh của bên em thì bên em sẽ giới thiệu lại một chút nữa. Là em là Quyết, em Bắc Giang nhé. Thì bên em có 2-3 kênh YouTube là bên em chuyên review những cái dòng máy Honda của sản xuất tại Trung Quốc nhé. Thì các bác lưu ý, các bác mua hàng hay là thì các bác cho bên em xin một nút like hoặc là comment phần dưới. Các bác muốn mua máy gì hoặc là bác cho em xin một nút đăng ký kênh nhé. Thì bên em review tất cả các loại máy để anh em có thể tham khảo phù hợp. Đến là anh em ok, ưng thì anh em có thể gọi điện cho em hai số điện thoại có Zalo nha các bác nhé. Hai số điện thoại có Zalo. Đấy, thì hôm nay em sẽ giới thiệu cái dòng này là dòng Honda ZL sản xuất tại Trung Quốc nhé. Lắp ráp tại Trung Quốc thì nó là máy tất cả là hàng của Nhật Bản hết. Nó gọi lắp ráp tại Trung Quốc thôi. Thì cái giày này thì là rất chi bán ít trên thị trường đó. Thì hôm nay báo giá luôn cho anh em thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với cho bên em nhé. Thì nó theo mang cá này, cần đạp phần số thôi, còn chế hòa khí mới cổ hút thì nó không có nha các bác nhé. Thì nguyên cục máy này thì nó chỉ dưới 6 triệu nó áng tầm 6 triệu thôi anh các bác nhé. Đấy thì bên em giờ mãi mới nhập được 2 con. Nếu mà các bác nào lấy sớm thì bên em sẽ để cho bác 6 triệu con này. Đấy, 6 triệu nhá. 6 triệu một con Honda ZL. Đấy. Thì nó theo cần đạp cần số này. Chế hòa khí nha các bác nhá. Chứ không có không có chế hòa khí nhá. Đấy. Thì em quay sơ qua. Cái phần điện này thì bên em cũng nếu mà các bác muốn xem phần ở trong máy này thì bên họ đã tháo ra rồi. Thì các bác vào phần Zalo nhá. Thì sẽ có những cái phần mỏ này là bên trong là toàn đồ Made in Japan thôi. Đấy. Hàng Made in Japan nha các bác nhá. Đấy. Các bác không phải làm lại con máy gì cả. Về các bác chỉ cần sang cái lốc bên điện này, bên dầu này. Đấy. Cái này thì bên dầu nó lại là cái bên dầu nó như này nhá. Thì về các bác là thay vào cái dòng con Jim của mình ấy, hoặc là con Uy của mình nhá. Jim con Uy các bác tháo cái lốc Honda của mình gắn cái là ok thôi. Ngon. Đấy, hơi của nó là hơi 110cc nhá các bác nhá. Hơi 110 nhá. Đấy, hơi 110. Thì bên em bây giờ được về 2 con. Đấy, các bác là có nhu cầu muốn mua mà không muốn phải làm lại máy con Honda xịn của mình thì các bác chỉ cần mua này 6 triệu, máy mới cứng luôn. Máy mới nha các bác nhá. Hàng này cực xịn luôn. Chạy thì đấy côn 2 lồi này. Về các bác chỉ cần thay cái lốc này sang thôi. Còn các bác cứ thế để các bác đi cũng được. Đấy. Đây đầu bò lên đây. Hàng là hàng mới hết nha các bác nhá, không phải hàng cũ đâu. Đấy các bác lưu ý là cái hãng máy của nó là vẫn là Honda thôi, nhưng mà để cái ZL này là một tỉnh nào đó nó ký hiệu lên là nó cho nó anh em dễ nhận biết nhá. Đấy. Máy móc thì nó rất chi là ngon. Đây, hơi của nó là hơi 110. Đấy. Các bác nào có nhu cầu muốn mua thì cứ alo trực tiếp cho em nhá. Hai số điện thoại. Đấy, còn cái chất lượng nó cũng như Honda sản xuất tại Vĩnh Phúc thôi nha các bác nhá. Nó như Honda sản xuất tại Vĩnh Phúc thôi. Đấy. Con này thì nó lắp cho Uy này. Uy cho Jim được hết nha các bác nhá. Uy Jim được hết. Đấy, hàng rất chi là đẹp. Honda ZL. Đấy, và các bác thay lốc bên dầu bên điện. Thì bên em còn rất chi là nhiều máy cũ máy mới nhá. Các bác vừa xem bác đăng ký kênh vào phần video ấy thì bên em sẽ review rất chi là nhiều các loại máy để anh em tham khảo nhá. Đấy, còn cái này thì anh em nào có điều kiện chút chơi con máy mới này thì nó là tuyệt vời rồi. Nó gọi là im, nó không khác gì hàng Honda sản xuất tại Việt Nam đâu, nó không khác gì nhau cả. Đấy, các bác nhìn từ lớp sơn trước là nó rất chi là ok nhé các bác nhé. Rồi, thì các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em nhé. Quyết Bắc Giang, chuyên động cơ xe máy. Chào tất cả các bác.